Thanks, huh? Baby. Bị lâu chưa? Bị mấy năm rồi. Mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm rồi. Nhưng mà đi có mỏi chân không? Đi được khoảng 1-2 tiếng là phải ngồi xuống cái bệnh vật chất. Vậy nhanh kia bớt. À bớt. Rồi rồi kéo hai chân lên thử coi. Không có. No. Kéo quần lên nha. Rồi. Mọi người nhìn hai cái chân con này. Hai cái màu da khác nhau không? Rồi. Anh dỡ lên đi. Mọi người nhìn coi hai cái chân có khác nhau không? Đứng lên anh. Không không, ngồi cũng nhìn thấy rồi. Chân trái đỏ hơn, chân bên phải bị hơi tái chút. Mà anh này bị chân bên phải. Hiểu không? Tức là anh này có một cái hội chứng gọi là hội chứng hề nô. Tức là hội chứng là đi khoảng cách hồi. Tức là đi một chút xíu á, là phải ngồi duỗi chân duỗi tay rồi mới đi tiếp được. Chứ không đi được. Đó là do tắc mấy cái mao mạch, tắc mấy cái mạch máu nhỏ ở chân bên phải. Do đó là phải kiên trì một chút xíu, là chườm nóng dùng gan xong rồi thì anh phải bỏ cái thời gian trong ngày á, anh đun nước sôi cái cục đá đó. Gan thì chườm ban đêm gì phải không? Còn ban ngày á, thì lấy đá lại luộc lên cho nóng rồi massage cái chân mình đó để cho mạch máu nó được lưu thông. Và nếu như mà anh chịu khó kiên trì thì trong 3 tháng tới 6 tháng thì nó ổn định rồi. Và nếu anh không kiên trì thì trong tương lai anh sẽ thành độc cước đại hiệp. Đó là độc thủ mà độc cước. Tại vì là khi mà cái chân á, bên đó là từ từ nó tái dần dần. Và nó có cái cảm giác tê mà kim châm. Rồi có cảm giác như bị phỏng vậy đó. Cái chân vậy đó. Em ngồi chỉ lệch thế cái nào bắt đầu nó cứng đờ luôn. Nó cứng đờ luôn. Rồi đó nhìn bây giờ em bỏ hai dép ra đi em so cái móng chân của hai bên nó có khác nhau không? Mọi người để ý cái móng chân này. Tôi không có nhìn đấy nha. Mọi người nhìn cái móng chân, hai cái móng chân có khác nhau không? Và cái màu bên kia nó đỏ hồng hơn, bên này nó không có đỏ. Và cái móng nó bị ngấn 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 nhiều hơn. Tại vì máu nuôi không đủ. Thấy không? Em tôi làm thầy bối được rồi. Thì trong tương lai á, thì nếu mà anh tôi gặp đây là mai rồi, mình nói xuôi uổng ha. Chứ còn những cái người mà không gặp á, mà để cái chân vậy á, là trong tương lai thì cái chân anh này lần lần tái tái lần bắt đầu nó chuyển sang màu tím. Mà khi màu tím nó chuyển xong rồi á, thì những cái đầu ngón chân của anh á, nó có cảm giác như kim chích ha. Và cảm thấy như lửa đốt cái đó ha. Thì sau đó là nó sẽ dẫn đến cái hoại tử của các ngón chân và tháo các ngón rồi pháo cổ chân rồi tháo cái đầu gối ha, rồi anh sẽ đi một chân. Tháo đến đây rồi, trung bình rồi. Đâu, cái đó là nếu anh còn sống á. Chứ anh còn sống tiếp nó còn lấy lên tới cái khúc háng kìa. 120 tuổi mình đến lấy lên đây. Rồi rồi, thôi, được rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.